Xin chào các khán giả của S Channel. Chúng ta đang cùng gặp lại nhau trong bản tin S News. Và trong tuần 4 của tháng 11 thì hãy cùng tổng hợp lại một số thông tin công nghệ rất đáng chú ý và không liên quan đến ngày lễ mua sắm Black Friday. Đầu tiên sẽ là thông tin đến về Apple. Trong những động thái chưa từng có tiền lệ thì Apple sẽ chính thức quay trở lại việc sản xuất iPhone X. Cùng với đó thì hãng cũng đang chuẩn bị có những biện pháp cắt giảm giá bán cho iPhone XR tại thị trường Nhật Bản. Đây có thể được xem là những biểu hiện rất gây bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay thì Apple chưa bao giờ làm những việc như thế cho một sản phẩm mới cả. Và những chiếc iPhone XS, XS Max và XR thì cũng đang bị cho là có sức tiêu thụ kém hơn so với kỳ vọng. Nguyên nhân khiến Apple không còn cách nào khác mà buộc phải quay trở lại sản xuất iPhone X là bởi vì hãng đã ký hợp đồng với Samsung để phía Samsung cung ứng một số lượng nhất định màn hình OLED cho iPhone. Trong khi đó, với sản lượng sản xuất iPhone XS và XS Max bị cắt giảm bớt, Apple không thể thỏa thuận giảm chỉ tiêu sản lượng màn hình với Samsung. Từ đó, cách duy nhất là phải làm lại iPhone X. Điều đang nói là chính bởi vì ngoại hình quá giống với thế hệ mới nên là iPhone X đã bị loại bỏ khỏi danh sách sản phẩm bán mới kể từ tháng 9 năm nay của Apple. Vì thế, khi mà được đưa trở lại thị trường, chắc chắn là nó sẽ gây ra không ít xáo trộn cho giải sản phẩm hiện tại của Apple, vốn đang đi từ iPhone 8 với thiết kế cũ lên thẳng iPhone XR hoặc là XS mang ngoại hình mới. Giới phân tích đang cho rằng iPhone mới năm nay có sức tiêu thụ kém. Hàng loạt dấu hiệu suy yếu đã được chỉ ra, như là Apple thì vừa cắt giảm đơn hàng cung ứng linh kiện từ một loạt đơn vị cung ứng, hay là kể từ quý tài chính thứ nhất của năm 2019, Apple sẽ không công bố doanh số bán hàng của iPhone, iPad và Mac nữa. Những chiếc iPhone XR vốn bắt đầu được kỳ vọng là có giá bán dễ chịu thì sẽ thu hút nhiều khách hàng nhất, nhưng hóa ra thực tế lại cho thấy là không phải. Apple ban đầu dự kiến sản xuất gần 70 triệu chiếc iPhone XR, tuy nhiên hiện tại đã cắt giảm 1/3 sản lượng. Thậm chí là hãng này còn đang phải xuống nước đến mức bán hạ giá. Ví dụ mới nhất được đưa ra là tại Nhật Bản, chiếc iPhone XR khi mà mua qua nhà mạng thì khách hàng sẽ còn được chiết khấu thêm. Đây là một động thái rất hiếm khi Apple thực hiện, nhất là đây lại là một sản phẩm mới chỉ được mở bán cách đây có hơn 1 tháng. Chúng ta đều biết là những chiếc iPhone mới thì đều có khả năng chống bụi và chống nước theo một tiêu chuẩn nhất định. Tuy nhiên thì thông số kỹ thuật của nó thì chỉ giới hạn mức độ ngâm nước dưới mức nước độ sâu là khoảng từ 1,5m cho đến 2m mà thôi. Vậy thì nếu như một ngày chiếc điện thoại của bạn bị rơi xuống mức nước với độ sâu là 8m thì mọi thứ sẽ như thế nào và chiếc điện thoại có còn sống được hay không? Câu trả lời rất may mắn là có. Chiếc iPhone XR thì đạt tiêu chuẩn IP67, có thể chịu được độ sâu 1,5m nước trong 30 phút. Còn ở bản XS và XS Max thì tiêu chuẩn IP68 xác định là hai máy này có thể chịu được độ sâu 2m nước trong cùng khoảng thời gian này. Nhưng một thử nghiệm mới đây đã đẩy giới hạn chịu đựng của chúng đi xa hơn rất là nhiều. Những chiếc iPhone mới thì được mang đến khu vực vịnh Monterey ở bang California, Mỹ, được gắn vào thiết bị bay dưới nước, có thể lặn xuống độ sâu tối đa là 100m. Các thử nghiệm với độ sâu mực nước lần lượt là 2m và 3m thì được tiến hành đầu tiên và không quá khó khăn cho cả hai chiếc iPhone XS và XR khi mà chúng đã vượt qua được thử thách. Sau khi bị ngâm trong khoảng thời gian 5 phút, sau đó được lấy lên, lau khô bằng khăn sợi tổng hợp microfiber thì hai máy vẫn bật được lên bình thường, vẫn thao tác cảm ứng được. Cả hai thì cũng không xuất hiện bất kỳ một dấu hiệu bị lọt nước hoặc là ám xương mờ nào vào ống kính máy ảnh. Các nút bấm và loa thoại đều hoạt động. Thậm chí là loa của các máy khi mà bật thử lên âm thanh thì đều vẫn nghe rất to và rõ ràng, chứng tỏ là nước chưa bịt được vào lỗ loa. Ở thử nghiệm thứ 3, mọi thứ bắt đầu khắc nghiệt hơn khi mà độ sâu nước lần này là 5m và thời gian ngâm nước bị kéo dài từ 5 phút lên tới 19 phút. Rất bất ngờ là sau khi lấy lên, cả hai máy đều vẫn không gặp bất kỳ một vấn đề gì, vẫn chỉ cần lau khô là có thể sử dụng được. Thử nghiệm cuối cùng khủng khiếp nhất ở độ sâu 8m nước để xem rốt cuộc thì hai chiếc iPhone này lý lợn đến như thế nào. Và đến lúc này, iPhone XR mới chịu bộc lộ hạn chế của chuẩn chống nước thấp hơn. Sau khoảng 3 phút ngâm ở 8m, iPhone XR bắt đầu phát đi cảnh báo về thẻ SIM, cho thấy là nước đã lọt vào khay SIM. Tuy nhiên máy vẫn bật được màn hình thêm một lúc nữa. Phải đến thời điểm 6 phút 50 giây thì chiếc máy này mới chịu đầu hàng, tắt hẳn màn hình. Trong khi đó thì iPhone XS vẫn hoạt động bình thường, hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ một tín hiệu nào cho thấy nó đang gặp vấn đề với nước. Sau 30 phút thì hai máy được lấy lên. iPhone XR thì thực sự lúc này đã hỏng hóc do nước lọt rất nhiều vào khay SIM, màn hình thì có dấu hiệu bị phình nhẹ, hơi tách ra khỏi khung viền. Còn iPhone XS thì thể hiện xuất sắc ngoài sức tưởng tượng bởi vì nó vẫn hoạt động như chưa hề có bất kỳ một chuyện gì xảy ra, nước vẫn không thể chui lọt được vào khay SIM. Sau thử nghiệm này, chắc chắn là người dùng iPhone XS và XR đã có thêm lý do để yên tâm bởi vì chúng đều đã thể hiện tốt hơn hẳn so với các tiêu chuẩn được trang bị. Đây cũng là một bằng chứng cho thấy là chất lượng hoàn thiện sản phẩm của Apple thì xuất sắc đến như thế nào. Xiaomi thì vừa mới đạt được thỏa thuận về việc điều hành mảng phần cứng của công ty Meitu, một công ty rất nổi tiếng với ứng dụng chụp ảnh sống ảo Meitu được các chị em trên toàn thế giới yêu thích.
Trước nay thì các sản phẩm của Xiaomi thì vốn chỉ được nam giới tìm hiểu nhiều và yêu thích. Tuy nhiên thì với việc nắm được Meitu, chắc chắn là sắp tới chị em cũng sẽ có lý do để yêu thích cũng như là quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm của Xiaomi. Thỏa thuận chiến lược của Xiaomi và Meitu sẽ giúp cho Xiaomi kiểm soát mảng kinh doanh điện thoại của Meitu. Xiaomi thì làm nhiệm vụ thiết kế và sản xuất điện thoại cho Meitu trong vòng 30 năm, sẽ trả cho Meitu 10% lợi nhuận gộp từ việc bán điện thoại trong 5 năm đầu tiên hoặc đến khi đạt được mốc lợi nhuận theo thỏa thuận. Và sau giai đoạn này thì Xiaomi sẽ trả chiết khấu cho Meitu theo số lượng thiết bị bán ra. Đối với riêng Xiaomi, việc có được Meitu là một bước đi quan trọng để hãng này cạnh tranh được với những thương hiệu như là Huawei hay đặc biệt là Oppo và Vivo. Mảng kinh doanh điện thoại của Xiaomi mặc dù được biết đến với nhiều sản phẩm chất lượng, có cấu hình cao trải trên nhiều phân khúc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Xiaomi lại là chưa chú trọng đến nhóm khách hàng là nữ giới. Không giống như đàn ông, phái nữ thường không quan tâm lắm đến những thứ mà Xiaomi vốn khuếch trương từ trước đến nay về họ như là bộ xử lý mạnh mẽ hay là RAM dung lượng lớn, mà ưu tiên lớn nhất của họ chính là camera chất lượng để chụp ảnh selfie. Giờ đây thì Xiaomi đã có thể tạo ra những sản phẩm nữ tính hơn, áp dụng dễ dàng hơn các công nghệ nhiếp ảnh có sẵn từ Meitu để đưa vào sản phẩm, từ đó tạo đà tăng trưởng thị phần. Người tiêu dùng thì cũng hoàn toàn có thể trông chờ vào một dòng sản phẩm mới mang tên Meitu từ Xiaomi, bên cạnh những cái tên sẵn có hiện nay như là dòng Mi cao cấp, dòng Redmi giá rẻ, dòng Pocophone có hiệu năng cao và giá cực rẻ vốn chỉ được nam giới biết đến rộng rãi. Phía Meitu thì được lợi rất nhiều từ thương vụ này. Mặc dù sở hữu một trong những ứng dụng chụp ảnh nổi tiếng nhất thế giới trên cả iOS và Android, nhưng việc kinh doanh điện thoại của Meitu thì lại không thực sự tốt. Trong 5 năm, hãng này chỉ bán được vẻn vẹn có 3,5 triệu chiếc điện thoại. Giờ đây thì Meitu đã có thể tập trung hoàn toàn vào phát triển phần mềm, còn lại thì tận dụng được năng lực sản xuất và bán hàng của Xiaomi, trong khi vẫn được hưởng tiền bán hàng từ phía Xiaomi. Lại có thêm một bước tiến nữa trong công nghệ trí tuệ nhân tạo mà chúng ta rất nên quan tâm. Mới đây thì hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã giới thiệu lần đầu tiên một biên tập viên thời sự với khả năng nói như người bình thường, với đầu tóc chải chuốt và ngoại hình rất gọn gàng xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên thì đây hoàn toàn là sản phẩm ảo và đây là một thứ mà chắc chắn là chúng ta rất đáng nên xem. Ngoại trừ giọng nói vẫn có phần máy móc và chưa thể nhăn nhá hoàn toàn giống như người thật, thì ngoại hình của biên tập viên thời sự AI đầu tiên trên thế giới này không có gì để chê. Các cử động của khuôn miệng, mắt, lông mày hay là những chuyển động của cơ thể thì đều được tái hiện khá là tinh tế. Nhân vật ảo này được tạo hình từ nguyên mẫu của một biên tập viên là người thật và được rèn luyện bằng cách cho học từ các đoạn video thời sự trực tiếp. Nhưng mà không giống như người, biên tập viên AI có thể lên hình trực tiếp 24 giờ một ngày, đọc bản tin liên tục không biết mệt mỏi trên tất cả các môi trường mạng xã hội và website mà hãng tin Tân Hoa Xã đang vận hành. Với thành quả mới nhất này thì giờ đây, thế giới đã lại thêm một lần nữa có lý do để lo ngại về một tương lai khi mà trí tuệ nhân tạo sẽ cướp đi việc làm của người thật. Còn bây giờ để xem chúng ta có thực sự nên lo lắng hay không thì hãy cùng theo dõi một đoạn thông tin được biên tập viên bằng AI trình bày bằng tiếng Anh. Hello everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Và thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc cho bản tin S News của tuần này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần sau với những thông tin được hứa hẹn là sẽ còn hấp dẫn hơn thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.